Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL. Ngày hôm nay em đang có mặt tại Yên Du, Bắc Linh. Có setup của cấu hình cực khủng tại đây cho một vị khách đại gia tại căn biệt thự này. Và cấu hình thì là cực khủng luôn các bác nhá. Mặt tiền nhà bác này khá là dài và phải đi có thể là hơi mỏi chân một chút. Tại Yên Du, Bắc Linh, căn biệt thự rất hoành tráng luôn. Em Cao review qua một chút và cuối cùng thì cũng xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ đi vào tham gia để thẩm âm một cấu hình cực kỳ hoành tráng của em Cao tại Yên Du, Bắc Linh, bác nhá. Căn biệt thự thì khá là đẹp và khá là to. Và bác cũng đã trải qua rất nhiều các cấu hình âm thanh. Hiện nay bác đã tin tưởng và xuống em Cao tư vấn khá là nhiều ngày qua. Thì ngày hôm nay bác đi đến quyết định một cấu hình cực khủng. Xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ vào chiêm ngưỡng cấu hình khủng như thế nào các bác nhá. Chiều bác chủ một thời gian phải nói rằng trong vòng hàng gần tháng đồng rời cho bác chuyển đổi các kiểu để đến ngày hôm nay là cái kết cho nó toại nguyện, bác cũng là bánh giò rất là nhiều. Thế cho nên là ngày hôm nay em trở lại với một cấu hình cực khủng cho anh, tất cả những cái gì tinh túy nhất mà anh chọn cho đến ngày hôm nay gần như là hoàn thiện với một cái cấu hình gần 400 triệu các bác nhá. Nhỏ thôi là gần 400. Ok. Các sản phẩm bao xốp, nguyên thùng xốp các bác nhìn, đây là tất cả các sản phẩm nguyên thùng xốp. Đấy. Và đây là bia cọc nguyên thùng xốp và một mic Sennheiser G4. Tất cả các sản phẩm thì em cũng đã cung cấp cho bác và nguyên thùng xốp và một cái cấu hình cực khủng luôn. Xin mời tất cả bác lại gần thiết bị để chúng ta chiêm ngắm một chút các bác nhá. Trước mắt tất cả các bác đây là một cái cấu hình mà khi anh lựa chọn là quá hoàn hảo, và một thời gian em cũng đã chuyển cho anh một vài cục đẩy để các bác lựa chọn, thì ngày hôm nay bác chốt lại là X4 các bác nhá. Đấy, khủng khiếp luôn, một trong những dòng phải nói là vô địch luôn, cực mỏng luôn nhưng mà nó dạng như hạt nhân rồi các bác nhá. Cho nên chúng ta không phải bàn cãi gì cả, một chất âm cực kỳ tinh sạch và không mấy khi nguyên hộp xốp lại có một cái giá cực tốt ở em Cao.
Và tiếp đó là một bàn Mixer Diacorp CMS 1000 full box rồi. Và anh cũng đã trải nghiệm vang số. Và tiếp tục đó là em sẽ đưa bàn Diacorp CMS 1000 vào. Cái cấu hình này thì phải nói rằng là cực phê luôn. Và một tai mic sen, một con crossover. Không thể thiếu đó là một cặp 4733X do em Cao cung cấp cho bác đến ngày hôm nay. Nó sơn zin và đẹp xuất sắc luôn. Và không mấy khi được hát trong một cái cấu hình, một cái nhà của bác, một cái biệt thự cực rộng luôn. Nên chúng ta, em phải nói rằng không mấy khi được hát với chết chát như này, hết cỡ như này. Và một cặp súp 718. Đây là cặp 473X của em Cao, cực kỳ đẹp luôn, em phải nói là cực đẹp luôn. Và đã thay đổi hoàn toàn một cấu hình. Trước đây là bác cũng đã mua sắm của nhiều bác trên mọi miền Tổ quốc, và bác cũng đã có các cái thăm dò rất là sâu sắc rồi. Thì ngày hôm nay bác quý mến em Cao, ở lại với em Cao một lần nữa, xin cảm ơn anh Bạch rất là nhiều. Đây là một súp 918. Ok các bác, đây các bác hãy nhìn là súp 918. Đó, nguyên hộp xốp em Cao cũng cung cấp cho tất cả các bác. Đấy. Và em có hỏi là bác có đổi lốp từ 718 sang 918, bác bảo thôi cứ để bình tĩnh vì nó cũng như nhau, thì thực sự ra nó cũng như nhau. Đấy, bác nhá. Ok chưa ạ? Đấy. Ok chưa các bác, cấu hình quá đạt luôn. Và em phải nói rằng không một điểm trừ. Xin mời tất cả các bác cùng test nhạc và hát với em Cao một bài tại biệt thự nhà bác Bạch tại Yên Du, Bắc Linh các bác nhá. Cấu hình lên tới 400 triệu các bác nhá. Ok chưa ạ, xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ một chút. Xin mời tất cả các bác đến một ca khúc của em Cao qua cấu hình Vua Mặt Đất tại Yên Phong, Bắc Linh các bác nhé. Chuyện đời tôi bây giờ buồn lắm bạn ơi, tôi có người yêu, xí tiền hơn xí tình. Em mơ lao nhà, lao xe, em mơ dịp mộng trời xa, đêm đêm máu nổ, mơ thành bao hoa thổi lay. Người tôi yêu, dứt tình đành bỏ đi xa, mang cả tình tôi, ra bán giữa chợ đời. Không yêu mà đành lòng sao, em đi làm vợ người ta tham phú phù bần, ôi tình mình sao bạn như vui. Người ơi, chứ tình em đổi trắng thành đen, bao lần tình nghĩa phai màu, trôi theo con nước qua cầu. Người ơi, chứ tiền mua hạnh phúc được xa, thời nay tình nghĩa đâu cần, sao em đành lòng quá phũ phàng. Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp đôi, cứ ngỡ ngày sau hai đứa thành vợ chồng. Nhưng nay tình đời đổi thay, em mang trừ tiền đi xa, còn tôi ở lại với chuyện tình nghe sao đắng cay. Các bác đang đến cùng một cấu hình lên tới 400 triệu tại một biệt thự của anh Bạch ở Yên Phong, Bắc Linh, quên Yên Du, Bắc Linh. Mời tất cả các bác cùng đem tai nghe thật và cực
người tôi yêu dứt tình đành bỏ đi ra, mang cả tình tôi ra bán dương chờ đợi. Không yêu mà đành làm sao em đi làm vợ người ta tham phú phù vân. Ôi tình mình sao bạc như người ơi, chứ tình em đổi trắng thành đen, bao năm tình nghĩa phai màu trôi theo con nước qua cầu. Người ơi, chứ tiền mua hạnh phúc đường sao, thời nay tình nghĩa đâu cần, sao em đành lòng quá phũ phàng. Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp đôi, ư ngỡ ngày sau hai đứa thành vợ chồng. Nhưng nay tình đời đôi tay em mang chủ tiền đi xa, còn tôi ở lại với chuyện tình nghe sao đáng cay. Và cuối cùng thì em Cao cũng xin chào và hẹn gặp bác vào clip gần lần sau. Đây là một cấu hình phải nói rằng quá hay. Trong cái không gian nhà bác Bạch tầm 280m thì các bác biết được rằng nó phủ đủ luôn. Cho nên là trước đây các bác có thể chơi những dòng loa bé nhưng mà cũng không chịu nổi với vua mặt đất. Thì thật sự với tất cả các bác rằng hát phê lòi tòi phòi. Ngày hôm nay một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và các bác mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em ở Hoàng Mai Hà Nội các bác nhá. Đây là một cấu hình phải nói em Cao hát quá phê luôn, không muốn dừng mic luôn. Với cái bàn mixer đĩa cọc Sam CMS 1000 thì nó là quốc dân rồi, cái chất âm thì cực sạch và vang số thì khẳng định với tất cả các bác rằng không bao giờ có cửa bất kỳ một loại vang nào mà có thể qua được bàn mixer đĩa cọc CMS 1000. Đó là một điều em Cao khẳng định với tất cả các bác rằng cực dễ dùng và thật sự ra nó khá là đắt đỏ, cho nên là anh em tiếp cận nó rất là khó. Một số bác thì có thể dư kinh tế nhưng mà lại ngại về nó nhiều nút, nhưng thật sự ra nó cũng cực kỳ dễ dàng các bác nhá. Ngày hôm nay bác đã rất là nhiều lần đã so đo các loại để gọi là các bác để thăm dò và những cấu hình, và bác em cũng chiều bác thử rất nhiều chất âm. Thì ngày hôm nay bác dừng lại đây một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip gần nhất của em Cao.